Em chào các bác nhá. Hôm nay em lại săn cá cho các buổi sáng. Hôm nay là buổi sáng thứ ngày thứ 53. Đây cá cũng ăn rất mạnh. Và nước ở đây đục rồi đấy. Nhiều khả năng là ngày mai là phải thay nước rồi. Mai là phải xuống và vớt cái đám cái bèo nó bị nát ra. Hôm trước dọn bể có một số cái bèo nó bị nát. Số cái bèo nó nát và nước cũng đấy đục và hơi có mùi rồi đấy. Muộn nhất là ngày mai là phải thay nước thôi. Bây giờ nó lớn rồi, với cả cái nước không có nước ra nước vào nó nhanh bẩn lắm. Hai nữa là cái giá thể của mình được rồi nó bị hỏng. Này mai rảnh phải lấy thêm bèo để nó lọc nước ấy, lọc nước cho sạch. Không nuôi không có bèo, không có các thứ này nó lọc nước chậm lắm. Lọc nước rất chậm. Giờ nó quen rồi, bây giờ chỉ gọi là nó phi lên. Gà vịt ngăn ngỗ. Đang ăn rất mạnh, hôm nọ đã vớt đi khoảng 50 con, hơn 50 con thả xuống ao rồi. Nên bây giờ cảm giác là nó ít. Đấy, nó chỉ ăn tương đối thế thôi. Này mình có thời gian ở nhà mình cho ăn 3 bữa, mỗi bữa một ít thì cũng được. Nhưng vì em đi làm cả ngày không có thời gian nhiều để cho nó ăn buổi trưa, nên là buổi sáng có thể là cho thêm một ít để gần trưa nó về nó mót lại, chứ còn buổi tối là chiều hoặc tối cũng cho ít thôi, vì nó mà không ăn hết thì nó bẩn nhanh lắm, nó thối ra cái nước này. Rồi, em chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ kênh của em nhé.